Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của Jenny. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tới với server của mình 2i2c.org. Lần đầu tiên hôm nay mình thấy nó được tới cái bảng thứ ba, đó là 42 người chơi. Đông thật sự ạ. Mình mong là server sẽ không lắc khi mà chứa cái lượng người chơi kiểu dạng là lớn như vậy. Thì ok, server lần này chúng ta có cái gì nào? Tại sao hôm nay mình lại quyết định làm cái video về server này? Thì thực sự là mình thấy rất ấn tượng với tất cả những thanh niên. Mình hiện tại đang thấy rất ấn tượng với tất cả những thanh niên đang chơi server này và làm được rất là nhiều thứ ở trong server này của mình. Tất cả những công trình cực kỳ ấn tượng. Ok, không cần sâu xa nữa. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi qua một vòng và mình sẽ nói những thứ đang diễn ra trong server của mình. Để các bạn có, nếu bạn muốn tham gia thì hãy tham gia ngay lúc này vào IP server là 2i2c.org, Minecraft mà 1.12.2 nha. Ok, hiện tại đây thì mình đang đứng ở một cái base của thanh niên ở đấy. Mình cũng chắc sẽ không nói để thanh niên đấy tự, những thanh niên đấy tự comment dưới cái một video của mình để nhận diện coi thanh niên nào đã xây cái này. Tại vì mình có thấy cái hình ảnh này ở trên Discord của team mình. Discord của server. Nên là mình thấy what, được vãi nồi. Mình thử bật free cam lên. Này, được không anh em? Đẹp thật nhỉ? Được, hoành tráng. Ổn. Mình khá ấn tượng khi mà xây tất cả cái này trong survival. Còn đồ này đúp không thì mình không biết. Nhưng mà mình vẫn rất là ấn tượng khi mà có thể xây được cái hình to như thế này. Mình vẫn còn một số cái căn cứ nữa mình muốn cho các bạn xem, nhưng mà từ từ đã nhá. Về sau một tí xíu thì chúng ta hãy xem. Thì trong server này, ôi tôi tàng hình rồi, để tôi khỏi bị giết. Thì trong cái server này mình đang có một cái event do các thanh niên chơi trong server này tự tạo ra, đó là event boxing. Đấy, thì event này kiểu được lấy cảm hứng từ event Fight Club ở bên 2B2T. Có nghĩa là như thế này, cái event Fight Club bên 2B2T sẽ kiểu diễn ra hàng tuần hoặc là hàng ngày, hàng tuần, mình nghĩ hàng tuần sẽ tập hợp kêu gọi tất cả các người chơi mới lại. Ui rồi tôi tàng hình nên nhìn nó khó chịu. Tập hợp tất cả những người chơi mới lại và cho tất cả những người chơi mới đó kiểu đánh nhau bằng tay không, và ai thắng thì sẽ được một đống đồ. Đấy, một đống đồ full enchant. Ở trong server 2i2c của mình cũng vậy. Cái event boxing này thì ngày mai, ngày chủ nhật, thì event boxing này sẽ được tổ chức tọa độ hoặc là địa điểm á. Ừ, này thì địa điểm sẽ được thông báo ở trong Discord nha. Discord của, nói chung là cứ qua Discord của 2i2c đi. Hay, Discord của server mình nằm ngay ở phía dưới phần bình luận, phần mô tả cũng có luôn. Thì các bạn sẽ biết được và bạn vào server và đi đến địa điểm đó sẽ, chúng ta sẽ bắt đầu tay không đánh nhau. Đấy, tay không đánh nhau để lấy đồ, ai thắng sẽ lấy đồ. Đơn giản. Thì ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nào. Mình có một vài cái base nữa để cho các bạn cùng coi. Để coi tiếp theo sẽ là base gì nào. Cái base tiếp theo của chúng ta sẽ là một cái base có vẻ như là đang làm theo cái event từ hồi đầu tháng 10 của mình. Đó là event xây nhà Halloween. Đấy, event xây nhà Halloween ở ngay góc này. Rồi mình không biết là cái cổng vào ở đâu. Này, có một số thanh niên đang xây ở ngay trên này. Event Halloween cách thể thức như thế nào? Thì các bạn sẽ phải xây cái căn cứ của mình theo phong cách Halloween. Đấy, và mình, Buron và owner mới sẽ vô vote. Đấy, sẽ vô coi cái nào là đẹp nhất. Đó. Thì ai thắng thì sẽ được rank donate, gọi là rank quyền ưu tiên trong vòng một tháng, và sẽ được một cái phần thưởng nho nhỏ đáng yêu. Nếu mà bạn nào đọc cái sự kiện của server trên website 2i2c.org thì sẽ biết được. Ok, chúng ta sẽ cùng đi từ bên ngoài vào. Ok thưa anh em, thì đây sẽ là cái căn cứ tiếp theo. Căn cứ này thực sự là mới được xây lại, theo mình biết được là mới được xây lại, bởi vì căn cứ trước đó đã bị một thanh niên nào đó phá rồi. Đây sẽ là cái căn cứ mà kiểu đi ra một cái góc nào đó để xây lại của mấy thanh niên kiểu Kuro, Kute này. Trip bay cũ, nhờ đây 23 tháng 10, cái bay cũ, căn cứ cũ đã bị phá. Thì chúng ta cùng vô coi một tí xíu. Căn cứ này nhìn cũng được. Căn cứ này hơi bé một tí xíu, nhưng mà mình đánh giá cao cái nỗ lực của mấy thanh niên này. Bởi vì cho dù là cái căn cứ cũ bị phá, nhưng vẫn còn gọi là nỗ lực để xây lại.
Văn Bình đã đến đây. Kì, không có gì khuất phục được mấy thanh niên chơi Minecraft phải không? Mấy ông đã quyết định làm, bố mày đã quyết định là muốn xây được thì bố mày sẽ xây được. Đây, một cái kiểu trang trí rất là cũ ha, rất là old school, rất là đẹp. Mình thích mấy cái trang trí kiểu old school như vậy ha. Mình không biết phải nói old school là phải như thế nào, kiểu vintage, nói tiếng Anh hoài. Đấy, một cái kiểu trang trí rất là cũ, bởi vì như thế nào? Cái trang trí lấy lava này là một trang trí kiểu siêu truyền thống luôn anh em. Siêu cũ luôn. Ở phía bên góc này có vẻ như là vẫn chưa được trang trí xong. Đấy. Hiện tại thì base này vẫn còn đang dang dở, đang xây. Nếu mà anh em nào, mấy anh em mà đang xây cái này mà coi được video này thì mình nghĩ là nên mở rộng ra thêm một tí nữa, hoặc là xây thêm một cái gì đấy nữa cho nó ảo diệu nha. Ok thưa anh em, thì nếu mà nói về độ hoành tráng á, thì mình nghĩ là khó có cái căn cứ nào ở trong server 2i2c của mình nó qua mặt được cái căn cứ tiếp theo mà các bạn đang chuẩn bị coi đây. Ok. Thì cái căn cứ này mình không nhớ là do ai xây, nhưng mà có vẻ như là Funky, thế mình nhớ là Funky và nhóm LOD phải không? LOD đúng không? Đúng không? Ừ, thế mình nhớ là đúng rồi đấy. Nhóm LOD đã xây dựng nên cái căn cứ này. Đây là một trong những căn cứ mà tồn tại được lâu nhất ở trong server 2i2c của mình. Có vẻ như là theo mình nhớ thì có lẽ là tồn tại được tầm hơn một tháng, chắc vậy, hơn một tháng hoặc là một tháng. Và căn cứ này là một căn cứ rất là rộng lớn, rất là rộng lớn anh em. Chúng ta bắt đầu từ đây, một cái kiểu nhà cổ, nhà truyền thống, đấy, nhà sàn. Ở bên góc này có một cái kim tự tháp, có cái chữ gì dưới đây đây? Please don't building, don't the building. Úi sời, tiếng Anh với lại tiếng em, nói bố tiếng Việt đi. Ở đây có một cái kim tự tháp kiểu Maya bằng đá. Ui, ở bên kia có một cái nhà kìa. Chúng ta cùng qua nhà kiểu Hobbit anh em ạ. Ồ, nhà kiểu The Hobbit. Qua góc này coi. Ồ, xây ở bên dưới một lava cast. Khá là thông minh, khá là sáng tạo. Tuy là cái ơn xấu có phải bị sét đánh cháy hả? Hay thằng bố con thằng nào kiểu phá rồi. Bây giờ tôi đi hoài không lên được cái thang thang này anh em ạ. Nhưng mà kiểu nhìn từ ngoài vào thì cũng khá là ổn. Đấy, khá là oách đấy. Tuy là cái chỗ này, ôi, bố con thằng nào phá cái chỗ này ra rồi. Ở dưới đây có vẻ như là một đống rương luôn anh em. Tí hồi chúng ta sẽ cùng xuống dưới đó coi thử. Ở phía ngoài bên này là cái kiểu mặt tiền, cái sân trước. Có vẻ như là không có ai để tới đây nữa hay sao á. Mình cũng không rõ là không biết còn thanh niên nào còn quay lại cái căn cứ này không. Bởi vì căn cứ này lâu rồi mình không có qua đây. Mình cũng không biết căn cứ này còn người quay lại không. Còn hoạt động hay không. Nhưng mà căn cứ vẫn chưa bị phá. Nó vẫn còn nguyên vẹn. Chưa bị kiểu, ây da chết cha tao rồi. Chốt. Ở đây là một cái vườn. Một cái vườn cà rốt. Cũng khá rộng lớn. Ở phía bên này các bạn đã thấy được ấn tượng vô cùng, đó là một cái mô hình con skeleton, mô hình bộ xương. Đấy, nhìn đã khá là đáng yêu. Và ở trên này có một cái logo LOD, chúng ta cùng shout out cho LOD nào. Đấy. Ok, tiếp tục chúng ta cùng đi vô. Úi giời ơi, cái quần gì đây? Ây xào ơi, trời mưa rồi. Anh em ạ, trời đang đẹp mà trời mưa mất tiêu rồi. Chán. Funky what here a member of LOD. Ngày 7 tháng 10 này là ngày 7 tháng 10. Cái bản này được đặt xuống vào ngày 7 tháng 10 nhé. Ở đây có rất là nhiều bản. Đây là con Scare Invader đang xây dở. Anh em đừng phá. Funky Z INV Legend Hoàng đẹp trai Legend Minh Mai Noob. Ok, có cả phân cấp bậc trăng ở trong đây nữa. Ở đây nhiều rương lắm này. Đấy, ôi. Úi xời ơi, rương. Rương rủng nhiều lắm. Quần gì đây? Thực sự là mình không biết cái này cái gì anh em ạ. Cái này là cái giường. Cái giường có nước. Mình không biết cái này là bị. Ở đây, chỗ này có cái farm cây. Có một số thứ có vẻ như là vẫn chưa được xây xong. Vẫn đang cố gắng xây. Một cái tháp nhìn khá là xấu chó nhưng mà cũng được đi. Đấy, đây là có những cái hàng rào xung quanh luôn, nhìn khá là ấn tượng. Chúng ta cùng thử free cam nhìn xuống dưới. Wow. Ui, chúng ta cùng tìm cách đi xuống dưới nào. Đây cái đường này đường xuống dưới. Mấy cậu nên nếu cậu nào đang còn xài đường này không phải là đường xuống dưới sao á? Ui rồi ôi, lại còn cả đường bí mật á. Lại còn cả đường bí mật ạ. Lừa lọc thế. Đây à? Hay đấy. An toàn không đây? Ok.
Nice, an toàn. Wow. Mình vừa mới tắt cái thì mình search inventory đi, nhìn cho đỡ ngứa mắt. Sorry anh em, nãy giờ cứ bật hoài, mình không để ý, mình quen nhìn vậy. À, ở đây có một cái chỗ để nung thuốc. Đấy, nung thuốc này. Rất là nhiều góc khác nhau. Và cái base cũng rất là rộng. Farm kinh nghiệm, farm cà rốt, nghỉ game, toàn bài up nghỉ game. Ừ, thanh niên toàn bài up mình cũng biết là những ngày đầu. Bay like or dead đúng không? LOD, or dead. Wow. Cái bay này khá rộng, khá tiếc cho những... Nếu mà cái bay này không còn hoạt động nữa, khá tiếc. Enchant, what the heck this shit. Ok. Uầy, với cái... Hoàng Deep Try. Với cái chữ lượng rương này, làm sao mà để được... làm sao mà đựng hết? Vậy là như thế nào? Khó hiểu nha. Uầy. Sợ thật. Ok, chúng ta cùng tới với lại cái căn cứ cuối cùng. Nếu mà mình nói cuối cùng thì mình xin lỗi, đây không phải là căn cứ cuối cùng đâu. Chúng ta còn khá là nhiều căn cứ để chúng ta review. Đây là một cái căn cứ ở đâu đó trên bản đồ. Thì tiếp tục là một căn cứ ở đâu đó trên bản đồ. Căn cứ này thì cũng mới được xây gần đây. Rất là nhiều bản phá phục dụng để 100 viên kim cương. Ô trời ơi, kích không tha. Úi trời ơi, bố con thằng nào đấy. Một cái căn cứ khá là kiểu gọi là sáng tạo đấy. Nhìn cảm giác cái không gian ở bên trong rất là rộng luôn này. Căn cứ này chắc là những người mới ở Naruto YouTube. Những thanh niên này là đồ úi xồi ôi táo enchant úi rồi ôi nhiều thế. Wow, căn cứ này là một căn cứ mới anh em ạ. Không phải căn cứ cũ, đây là một căn cứ mới. Ui toilet nữ. What? Tôi nhầm. Uầy. Được nhờ, căn cứ này cảm giác nó đẹp phải. Tôi không biết là cái gọi là cái tuyết cái gu của anh em là gì, nhưng mà tôi cảm giác căn cứ này nó cứ đẹp kiểu quái gì anh em. Tôi mong là căn cứ này sẽ tồn tại lâu dài. Mong là sẽ tồn tại lâu dài, căn cứ này nó cứ đẹp kiểu quái gì ấy nhờ. Rồi tôi còn được dâm bút nữa này. Chúng ta cùng đi ra ngoài kia, có vẻ cái kia là cái cổng. Oh. Wow. Uầy, một căn cứ rất là đẹp. Bây giờ thì chỉ còn hai căn cứ nữa để chúng ta review thôi. Mình nghĩ là còn rất là nhiều căn cứ nữa để mà mình còn chưa biết được. Thì các bạn cứ chụp hình lại rồi gửi cho mình. Mình sẽ đi qua từng cái để mình review để xem như thế nào nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng tới với hai cái cuối cùng nào. Ok, tụi anh em, thực sự là đây mình không biết là phải review từ đâu. Đây là một cái căn cứ mới của... Thế mình nghĩ là đây là của Foundation à? Thế mình nghĩ là của Foundation. Thấy Andrew thì mình chỉ biết Andrew hồi đấy thuộc của Foundation, còn bây giờ mình không rõ. Ở bên kia có Killer đang đập đá. Bên này là mọi người đang bắt đầu xây giữa chừng. Đang bắt đầu xây giữa chừng. Mình nghĩ đây sẽ là một cái thị trấn nhỏ nhỏ của Team Found. Của kiểu Andrew hiện tại là đang là thủ tướng đúng không? Thủ tướng chính phủ đúng không? Đấy. Ở đây là cái gì cái bát à? Đấy, có vẻ như là cũng đang làm theo cái phong cách của Halloween luôn. Đấy, nhà nho này, nhà phi này, nhà khoa nè. Wow, phong cách Halloween. Nhìn có rất là kiểu đen tối hiểu không? Được. Đây là một cái base khá to đấy. Nếu mà anh em có thể chung tay góp sức cùng với nhau xây được nên những cái căn cứ như này thì thực sự là quá tuyệt vời luôn. Chứ không chỉ kiểu có đi phá không thôi. Bởi vì như thế này, đây là một cái server vô chính phủ, không có luật lệ gì cả, thì mình khá chắc để phải gọi là kiểu 100% người vô đây chơi thì cũng phải có đến 80% vô đây kiểu thấy cái bay nào, thấy cái căn cứ nào là chắc chắn là bố mày sẽ kiểu TNT nổ tung căn cứ này lên. Nhưng mà những thành phần thanh niên còn lại thì cùng chung nhau kiểu góp sức xây nên những cái căn cứ như thế này, cho dù nó có bị phá đi thì nó vẫn còn lưu giữ lại một phần nào đó ở trong server này. Và đến khi nào server này còn tồn tại thì những cái căn cứ này, những cái kiểu gọi là nếu mà sau này thành di tích đi thì nó vẫn sẽ còn tồn tại nha. Anh em cùng chung tay góp sức. Ở đằng kia có cái nhà nhỏ nhỏ bé bé, đằng kia nhìn cô đơn vãi đái. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với lại cái căn cứ cuối cùng của ngày hôm nay nha. Mình có thể sẽ review được nhiều hơn nếu mình có nhiều thời gian hơn, nhưng mà ôi tôi bị lắc anh em ạ. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới căn cứ cuối cùng của ngày hôm nay thôi nhỉ. Ui, ở bên này còn cái nhà nữa. Nhiều nhà vãi cứt ạ.
Ok, đây sẽ là cái căn cứ cuối cùng, một căn cứ mà mình vô cùng ấn tượng luôn, căn cứ quái nào mình cũng ấn tượng hết. Đây là căn cứ của thanh niên Nguyên Đăng, à quên lộn, thanh niên Nguyên Gaming, Nguyên Gaming. Ở đây chúng ta bắt đầu từ một cái nhà bé bé nhỏ xíu, bé tí teo. Ở bên này có vẻ là Nguyên Đăng, ở bên này có vẻ như là Nguyên Gaming đang tính xây một cái gì đó nữa. Ta cùng đi vô đây là lấy tí beacon nào. Đi vô đây lấy tí beacon, lấy tí beacon đây. Ai rào ơi, có hai cái đầu, uầy, quá đủ luôn, đầy đủ mọi thứ luôn. Ở bên này thanh niên đấy có vẻ như đang xây một cái gì đó giữa chừng rồi nè. Ở bên này chúng ta có một cái đồi toàn là kiểu cỏ, nhầm, không phải là cỏ mà toàn là kiểu lúa mì thôi. Một cái đồi toàn là lúa mì, mình không dám đạp chân lên đấy đâu. Ở dưới này là chỗ ngủ, có con lừa đây, có cái cổng địa ngục kia. Đấy, một cái khu vực khá là rộng lớn. Để mình mở hết chỗ này là mình free cam coi. Anh em đã thấy không? Rộng vãi kích ra. Và có nguyên một cái tượng con bò ngay đây. Tôi vô cùng kiểu cảm kích thanh niên đã xây nguyên cái tượng con bò. Ôi xồi, ôi là xồi. Cần gì phải xây chi tiết thế không? Đấy, vô cùng cảm kích thanh niên luôn. Và bên này mình nghĩ là đang xây một cái gì đó. Để nói cho mọi người biết thì cái căn cứ này cũng là một trong căn cứ đã tồn tại cũng khoảng một tháng nay, vẫn chưa bị phá lần nào, chưa bị ai biết tới, chưa được ai biết tới. Bên này mình thử đi ngáo qua này coi. Ai dào ơi, ông này chắc là đang tính xây cái gì đó trên này nè. Chỗ này gì đây, câu cá à? À không phải. Ai già đúp đồ à? Mèo, hay ho thế nhờ, được thế nhờ. Thì đấy, thì cảm ơn mọi người đã xem video này. Tôi đâu rồi? Thì cảm ơn mọi người đã xem video này và đừng quên để lại cho mình một like, share video, nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để có thể đón nhận được những video mới nhất từ channel của Jenny. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau và đừng quên là trong server của mình đang có khá là nhiều event do người chơi tự tạo ra và các bạn có thể tham gia ngay lập tức vào ep là 2i2c.org nha. Bye bye.